Có lẽ là cái đồng altcoin mà mọi người đang thấy quan tâm đó là đồng ADA và đồng EOS, hai cái đồng stablecoin khá là lớn của thị trường ha. ADA thì như mình có chia sẻ rằng là nó có thể tụt xuống tầm ở đâu đó 1.8, nhưng mà có lẽ là nó không xuống và nó đi lên luôn. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ tụt xuống một cú gọi là spring, có thể có hoặc có thể không spring để rồi nó bật lên, nó không cần spring luôn và nó bật lên luôn. Thì đã rũ xong rồi, rũ xong hàng rồi, nhìn thấy rất là rõ ràng ở trên biểu đồ là nó rũ xong hàng rồi đấy. Volume càng ngày càng thấp, volume bán ngày càng thấp, và khi mà cái lượng tay yếu không còn nữa, những cái người mà đầu tư nhỏ lẻ không còn nữa, những người muốn bán không còn nữa, thì bắt đầu là nó sẽ đẩy giá lên. Và với một cái cây volume như thế này, đẩy giá lên vượt qua cái mức gọi là kháng cự khá là lớn ở khu vực là 2.1, thì nó thể hiện rằng là một cái đà tăng khá là mạnh mẽ ở khu vực này. Mọi người sẽ để ý thêm vào cái nến 1 giờ này. Nến 1 giờ này nếu nó vẫn cứ ở cái lình xình ở khu vực này, mình nghĩ nó sẽ lình xình khu vực này thôi, mà nó sẽ không có tụt sâu, không tụt sâu bởi vì là chẳng còn thằng nhiều thằng bán nữa. Đó thì xua là ngày mai nó sẽ lại tăng tiếp, hoặc là một hai hôm nữa sẽ tăng tiếp. Nó sẽ tăng lên khá là mạnh trong đợt này. Thì ADA bắt đầu rồi, bắt đầu nổ máy rồi. Đấy, mọi người nếu mà ai đã có ADA thì vẫn cứ giữ ha. ADA sẽ lên rất là mạnh. Còn EOS, EOS cũng có tin rất là vui ha, là nó bắt đầu nó chia tiền. Đấy, mình bảo là kiểu gì nó cũng sẽ có trò mà. Kiểu gì nó cũng sẽ có trò để nó tăng giá lên mà. Thì tức là bây giờ nó đã gom xong rồi, nó cũng xả xong rồi, các thứ xong rồi, bây giờ là bắt đầu nó bày ra trò, nó chia tiền nó cho một cái đơn vị khác để gọi là cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng cái mạng lưới EOS này để cho nó hoàn thành. Bây giờ nó vẫn đang dở dang, ông đứng đầu thì ông đi bố rồi. Đấy, ông ăn đủ rồi, ông đi rồi. Thì EOS có thể là nó cũng sẽ có những cái đợt tăng trưởng tiếp theo, nhưng mà không biết được đến bao nhiêu. Đó, con này không nên đầu tư thêm. Đấy là quan điểm của mình, vẫn là cần có một cái đội gọi là có một cái người thuyền trưởng nó thực sự là tâm huyết với cái công việc của nó, thì chúng ta mới có thể là tin tưởng cái đồng coin đấy và tin theo nó lâu dài được. Rồi NIA cũng có sự tăng giá khá là tốt, thì theo như mình dự đoán thì nó cần phải tăng giá lâu hơn, nhưng mà có vẻ là nó sốt ruột rồi, sốt ruột rồi. À, từ từ đã, từ từ đã ha. Nhìn cái volume mà nó tăng vượt qua cái đỉnh cũ như thế này, nhưng mà chưa có quá nhiều sự nỗ lực, tức là đây volume giao dịch không có nhiều, thì khả năng cao là chưa thể tăng được ngay đâu, mà sẽ còn lình xình thêm, hoặc tăng thì cũng không tăng mạnh được rồi lại tiếp tục lình xình tiếp. Bởi vì là nó cần phải có một cái sự nỗ lực phù hợp thì nó mới mang lại cái kết quả mà nó bền vững được. Bây giờ mà không có một chút cố gắng nào mà bây giờ đã lên được đỉnh đỉnh này rồi, lên đến cao này rồi, rồi sau đó tiếp lên lên nữa thì hơi hơi khó ha. Chúng ta sẽ cập nhật thêm về con NIA này sau. Đấy, thì NIA thì đương nhiên là không, chu kỳ này vẫn tăng thôi, chả có vấn đề gì cả. Có cái là chúng ta có giữ được hay không thôi. Đến bao giờ mới tăng thôi. Đó. Ngày hôm nay thì mình hơi bận một chút và về quá là muộn. Thời điểm này mình định không làm video nhưng mà thôi muốn cập nhật mọi người. Đó, cho nên là cố làm. Chứ còn hôm nay về quá là muộn cho nên sẽ không có một số các đồng coin mà mới mà mọi người đang comment được. Thì chờ cái video hôm sau ha. Con C98 có một cái sự tăng trưởng nhẹ. Nhưng mà vẫn như mình nói đấy, nó chưa tăng đâu. Nó vẫn còn phải lình xình tiếp. Chưa tăng. Những cái cây giật lên như thế này mà đến một nửa là phần dâu thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm ha. Nó vẫn chưa thể qua được cái mốc kháng cự này. Qua rồi đấy. Nói chung là qua rồi đấy. Nhưng mà phải chờ thêm một cái ngày nữa ha, một ngày nến nữa. Nến này mà đóng ở trên, vẫn là đóng ở trên khu vực 4.1 thì 4.1 4.2 thì có thể là có khả năng là ngày mai sẽ tăng một chút. Nhưng mà vẫn còn nhiều thằng bán lắm. Một con gì nữa nhỉ? Con gì mà mình có chia sẻ trong nhóm là mình thấy rằng là nó cũng đã có tín hiệu tăng ở đây, con San đúng không ạ? San thì mình thấy nó cũng có tín hiệu tăng rồi. Khi mà mình nhìn thấy rằng là ngày qua thì ở đâu đó tầm này 2.4 mấy thì mình có chia sẻ là nó đã bị gọi là bị xả rất là nhiều, bị gọi là rũ hàng rất là nhiều. Bây giờ thì cái lượng người bán không còn nhiều nữa, người giao dịch không còn nhiều nữa, và rất là dễ để nó đẩy giá lên thôi. Thế thì ngày hôm qua
nó cũng đã tăng giá lên một tí đúng không ạ? Cái volume giao dịch như thế này là khá là ổn. Khá là ổn và có thể là nó sẽ có một cái đà tăng chậm rãi và vững vững đi lên. Những con Metaverse này mùa này thì khả năng vẫn còn tăng được. Và cái cản mạnh nhất của nó tầm 2,7 đô, 2,75 đô ha. 2,75 đến 2,77. Chúng ta cứ canh cái khu đấy mà nếu mà nó vượt qua được thì vào đấy lo hoặc là gì đấy. Tùy mọi người. Rồi, con gì nữa nhỉ? Con gì mà mình muốn nói mình quên mất rồi nhỉ? Con Avast này. Con này là mình đã nhận định sai một có một lần mình đã nhận định sai, mình nghĩ con này nó phải sideways lâu hơn. Có thể là mình chưa đọc về cái tokenomics của nó. Nếu mình đọc kỹ hơn thì mình sẽ nhận định được nó chuẩn hơn. Thì nó vừa mới tăng trưởng xong mà bây giờ nó đã lại tiếp tục nó tăng nữa rồi. Tiếp tục nó tăng nữa rồi với cái volume tốt như thế này thì sure là nó sẽ tăng rất là mạnh nữa. Ai mà đang giữ con này thì không nên bán ha. Nó vượt qua cái đỉnh này rất là dễ thôi. Bây giờ nó chỉ cần 1-2 ngày nữa nó sẽ vượt qua cái đỉnh cũ này. Vượt qua đỉnh cũ là tầm đâu đó là 96,92 à. Đấy, sẽ lên trên 100 rất là nhanh luôn. Rồi chúng ta nhìn cái con này xem là bây giờ cái target tiếp theo của nó khoảng bao nhiêu để có thể là các bạn có thể trông được. Ồ, đúng cái phi môn chỗ này luôn à không. Chỗ này thì cũng không không đáng nói lắm ha. Target tiếp theo có thể là tầm đâu đó khoảng 106 là nó sẽ có cú điều chỉnh tiếp. Sau đó là nó lại bay. Đó. Con này mùa này thì chắc chắn là sẽ vẫn còn bay nữa. Sóng của tất cả các đồng altcoin. Đấy, không có Elliott lưu gì cả, nó sẽ còn bay rất là mạnh nữa. Tất cả nó mới chỉ là sóng 1 thôi. Không có sóng 2, sóng 3 gì hết và nó sẽ bay rất là mạnh nữa. Đó. Nếu mà thằng nào đang hỏi về Elliott đối với các bạn thì nó còn bay rất là mạnh nữa. Không có sóng sánh gì đoạn này đâu. Đó rồi ok thế thì cái video ngày hôm nay thì không được dài lắm và cũng không được cụ thể lắm. Rất là hy vọng các bạn sẽ thông cảm bởi vì là hôm nay mình về quá muộn, công việc quá nhiều. Rất là mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh để mà chúng ta có thêm những cái phát triển về sau ha. Cái mùa uptrend thì ok đi với nhau đến chắc là hết mùa uptrend thôi, nhưng mà đến cái mùa mà downtrend thì kiếm tiền kiểu gì? Rất là nhiều bạn bắt đầu là hỏi về cái việc là dạy phân tích kỹ thuật thì thực sự là mình giờ chưa có thời gian để mà dạy. Có dạy thì mình cũng sẽ tìm cái cách gì đấy để loại bỏ bớt bớt cái bọn mà lăng nhăng đã xong bắt đầu mới vào được. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là tôi mở một cái lớp dạy miễn phí online các thứ thì sẽ đông lắm nhưng mà toàn vào nó phá thôi và nó không theo được. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái cách ha. Rồi mình cũng cố gắng là làm thế nào để ổn định được cái công việc cho nó có một thời gian rảnh nhiều hơn để có thể là chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Thời điểm hiện tại đang khó khăn, đang khó khăn. Mọi người vào mua Tesla đi này. Tesla dừng giảm rồi. Tesla bây giờ mà mua là ngon này. Thằng nào sợ bán kinh. Ông này ông ấy kêu là ông ấy chuẩn bị gì nhỉ? Bán 10% cổ phiếu của mình để mà gì? Để gọi là làm gì đấy mình quên mất rồi. Thuế thủng gì đã? Đúng rồi. Về cái thuế đấy, cho nên là một số nhà đầu tư là bán trước, bán tháo. Nhưng mà thực ra là đấy chỉ là trò của nó thôi. Nó lại tăng tiếp. Bao giờ mà hết cái mùa uptrend của coin thì mấy con Tesla Tesla lục này cũng sẽ hết. Hai cái thị trường này nó sẽ đi cùng nhau trong mùa này. Ok, xin chào. Thôi, cuối cùng thì cũng phải nói lời tạm biệt. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.